Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý, cổ phiếu của hãng công nghệ Nvidia kết thúc phiên cuối tuần với mức tăng là 0,8%, giá trị thị trường đạt khoảng 3.470 tỷ đô la Mỹ, gần xoán ngôi Apple để trở thành công ty có giá trị nhất trên thế giới. Có thời điểm thì cổ phiếu đã tăng đầy vốn hóa của Nvidia lên 3.530 tỷ đô la Mỹ trong thời gian ngắn, vượt cả Apple với vốn hóa là 3.520 tỷ đô la Mỹ. Còn trước đó vào tháng 6 thì Nvidia cũng đã có thời điểm trở thành công ty có giá trị nhất thế giới trong thời gian ngắn trước khi mà bị Microsoft và Apple vượt qua. Vốn hóa thị trường của bộ ba công ty công nghệ này thì cũng đã ngang ngửa nhau trong nhiều tháng qua trước khi mà Nvidia và Apple nới rộng khoảng cách. Nvidia thì hiện nay đang là nhà cung cấp thống trị trong mảng chip phục vụ cho các hoạt động liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Nvidia, Apple và Microsoft thì hiện chiếm gần 20% giá trị chỉ số S&P 500, tạo ảnh hưởng một cách mạnh mẽ lên lĩnh vực công nghệ và toàn bộ thị trường chứng khoán của Mỹ. Dự báo rằng là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể hạ lãi suất và những kỳ vọng tích cực về doanh thu của Nvidia đã thúc đẩy cho sự lạc quan về triển vọng dài hạn của công ty này.